giống như Trình Trương, mọi người hãy gần gũi tất cả các anh chị em làm truyền thông và báo chí để chúng ta giải thích với mọi người rằng đấy giống như như Trình Trương ngày hôm nay là đã giao lưu những cái cây 500 Phú Thọ này thì nó là một cây hoa. Thì tại sao chúng ta lại ghét bỏ nó, tại sao chúng ta lại cho rằng nó là câu chuyện nọ câu chuyện kia. Cuộc sống, con người, công việc, cái gì cũng vậy, luôn luôn có hai mặt. Và những cái mặt xấu đó là lừa đảo, đó là bán sai mặt hoa, thì chắc chắn là những người đó sẽ không tồn tại được trong thị trường này. Và chúng ta phải luôn luôn đấu tranh, và báo chí nếu có quan tâm thì mọi người hãy hiểu rõ điều đấy giúp chúng ta, đúng không ạ? Chứ lại không nên là quy chụp rằng là cứ hoa lan là lừa đảo. Dạ vâng anh chị ơi, em xin giao lưu với anh Văn Minh Nguyễn Kỳ, mầm gốc HO này anh chị nhá. Em tiếp tục lên một mầm Hồng Yên Thủy tiếp theo ạ. Khoảng 8 sen anh chị nhá, khoảng 8 sen ạ. Một mầm Hồng Yên Thủy khoảng 8 sen, ngọn đang mở rất là khỏe đẹp ạ. Giao lưu với anh chị với giá là 93 triệu, chậu Hồng Yên Thủy này anh chị nhá. Rồi ạ, Hồng Yên Thủy 93 triệu và anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em số tiền cộng luôn số điện thoại ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. 93 triệu cho một mầm Hồng Yên Thủy này anh chị nhá. Số tài khoản cho em xin nói lại với các anh chị là số tài khoản bên em chỉ dùng duy nhất một số tài khoản của anh Chính, mang tên là Trương Quốc Chính. Nên anh chị lưu ý là bên em chỉ có nhận tiền qua một số tài khoản đấy thôi ạ. Nên anh chị lưu ý để tránh tình trạng bị lừa đảo anh chị nhá. Rồi anh chị ơi, 93 triệu cho một mầm gốc Hồng Yên Thủy cực kỳ đẹp như này ạ. Hồng Yên Thủy 40 triệu thì chắc là không có đâu anh ạ. Anh chị, những anh chị nào mà muốn sưu tầm những mặt hàng gì này, những mặt bông nào và giá tiền bao nhiêu thì vui lòng qua mừng giúp em. Ngày mai các bạn ý sẽ liên hệ lại cho mọi người. Cảm ơn tất cả. Dạ vâng ạ, em xin giao lưu với anh Thành Công. Chậu Hồng Yên Thủy này với số điện thoại là 0388 522 480. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh Thành Công rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Thực sự là rất nóng đúng không Thảo nhỉ? Anh cảm thấy nóng hết cả người. Dạ đấy ạ. Em thấy nóng không? Em có anh ơi. Không phải là nóng là do thời tiết rất là mát, nhưng quan trọng là nóng là do thị trường lan này đúng không ạ? Thị trường lan nóng thì làm cho anh em mình cũng nóng theo. Vâng anh chị ơi, vừa nãy em thấy tên Hồng Mỹ Nhân. Cảm ơn bạn Duy Lực ở Hà Nam. Em cảm ơn anh. Cái tên Hồng Mỹ Nhân có rất nhiều comment ở trên bài, nên là em quyết định lên một kỳ Hồng Mỹ Nhân cắt khúc cực kỳ đẹp như thế này anh chị ạ. Cực kỳ khỏe đẹp anh chị nhá. Khoảng 7,5 sen, gần 8 sen anh chị ạ. Gần 8 sen một kỳ Hồng Mỹ Nhân này với giá cực kỳ là hợp lý để cho anh chị sưu tầm. 136 triệu. Đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Em thảo xấu thôi nhưng mà ra giá cho anh chị cực kỳ đẹp. Đấy, 136 triệu anh chị nhá. Anh chị nào hùng như đêm nay, tối nay có duy nhất một kỳ này thôi đấy ạ. Có duy nhất một kỳ này, xem là anh chị nào có duyên với em Mỹ Nhân như này. Mỹ Nhân ơi, xinh đẹp tuyệt vời đấy đúng không ạ? 136 triệu cho kỳ Hồng Mỹ Nhân cực kỳ khỏe này. Và anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em số tiền cộng luôn số điện thoại. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành tình cảm cho anh Chính Trương và em Ngọc Thảo đã bớt chút thời gian của mình vào giao lưu và với anh Chính, em Thảo và tất cả những anh chị em yêu lan. 2300 anh chị đang có mặt tại đây đúng không ạ? Và đây là lần live stream trên fanpage lần thứ 3 của Chính Trương. Thực ra cảm thấy Chính Trương cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện. Và chắc chắn rằng là qua đêm nay, ngày mai thì ánh mặt trời mọc lên từ rất là sớm để có thể chắc chắn là sự khởi sắc một con đường đẹp hơn nữa chúng ta đi. Và con đường này chúng ta đi là sẽ phải vững vàng hơn, phải chắc chắn hơn. Điều Chính Trương mong muốn và chúc tất cả mọi người hãy giữ vững niềm tin, đặc biệt là những giá trị mà mọi người đã giữ gìn nó, phải giữ gìn nó thật chắc, thật tốt, đừng bài bác nó và đừng bỏ nó đi, đừng bán tháo ra mọi người ạ. Và hoa lan khác cây cảnh ở chỗ có thể dài ra và chúng ta tính bằng cm mà. Cho nên có thể trong thời điểm này một số bông, một số mặt hàng xuống giá thì mọi người hãy nuôi đi. Chính Trương tin chắc là
không bao giờ lỗ được đâu ạ. Cảm ơn cả. Dạ vâng ạ, em xin giao lưu Ki Hồng Mỹ Nhân này cho anh Phương Nguyễn ở Thanh Hóa. Xin cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ. Cảm ơn anh Phương Nguyễn ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, 136 triệu cho anh Phương Nguyễn anh nhá, cảm ơn anh ạ. Em còn một em còn một Ki Hồng Yên Thủy. Hồng Yên Thủy khoảng 5 sen, 6 sen ạ. Em xin lỗi mọi người, khoảng 6 sen anh chị nhá. Hồng Yên Thủy khoảng 6 sen, rất đẹp ạ. Một Ki cắt khúc ạ. Giá đẹp cho anh chị nào nhanh tay này anh chị ơi, 66 triệu ạ. 66 triệu. Một Ki Hồng Yên Thủy cắt khúc cực kỳ đẹp. 66 triệu anh chị nhá, một Ki cuối cùng. Đêm nay, duy nhất đêm nay. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất đúng không ạ? Có người hỏi chốt được hiện tại chủ quản không? Vâng. Chuyển khoản luôn không vậy Ngọc? À dạ có anh ơi. Anh chốt được cây thì anh vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản mà Nick Ngọ Thảo Hoàng đang ghim ở trên trang anh nhá. Rồi anh chị ơi, 66 triệu, con số cực kỳ đẹp cho một Ki Hồng Yên Thủy cắt khúc ống chậu như này ạ. 66 triệu anh chị nhá. Dạ vâng ạ, em giao lưu với anh Phạm Đức Quang. Cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ. Tuần này có người hỏi là Phạm Đức Quang 66 triệu Phấn Hồng Minh Nguyệt thì là Thảo đưa phóng vợ Phấn Hồng Minh Nguyệt lên để giao lưu. Dạ vâng ạ. Đây là một anh ghi tem khác đi em. Làm giống. Đây anh chị ơi, một Ki Phấn Hồng Minh Nguyệt cũng ấm chậu rồi anh chị ạ, khoảng 4 sen. Khoảng 4 sen anh chị nhá. Có thể là trong điện thoại màn hình nó hơi bị chói một chút. Rồi anh chị ơi, anh Sơn Trọng chốt xong mất rồi ạ. Anh ơi hẹn anh đơn khác anh nhé. Rồi một Ki Phấn Hồng Minh Nguyệt khoảng 4 sen. Và bên em giao lưu với anh chị với giá là 1 tỷ 500 triệu ạ. 1 tỷ 500 triệu. Tên Phấn Hồng Minh Nguyệt vừa qua thì cũng rất là hot trên thị trường đúng không ạ? 1 tỷ 500 triệu anh chị nhá. Rồi anh Bảy Nguyễn ơi, để chậu nhỏ Phú Thọ thì ok anh ơi. 1 tỷ 500 triệu cho một Ki Phấn Hồng Minh Nguyệt này ạ. Một mặt hoa rất là đẹp. Có người hỏi là cây nào 10 triệu. Dạ vâng, chắc là có đấy ạ. Nhưng mà để tí nữa các bạn tìm, hoặc là mời các anh chị là sáng mai đến với Giường Hoa Chị Dương ạ. Rồi anh chị ơi, 1 tỷ 500 triệu cho một Ki Phấn Hồng Minh Nguyệt này anh chị ạ. Phấn Hồng Minh Nguyệt thì là chị Trương đã viết một bài lên Facebook chị Trương. Trước tiên là tiền thân là Hồng Minh Nguyệt, là một bông hồng rất đẹp. Một bông hồng phấn, và có thể nói rằng là có cái đôi mắt tán.